Kính thưa quý vị, với quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nước ta đã ban hành và đang tiếp tục đưa ra các giải pháp quản lý, kiểm soát nạn ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa. Tuy nhiên, trong nhiều tháng vừa qua, một phần do tập trung phòng chống đại dịch COVID-19 mà phong trào phòng chống rác thải nhựa dường như bị chững lại. Thậm chí, nhiều người tuy đã nhận thức rõ tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường nhưng vẫn quay lại với thói quen lạm dụng các sản phẩm làm từ nhựa và những túi ni lông dùng một lần. Điều này đã làm cho rác thải nhựa đã nhiều, nay lại càng nhiều thêm hơn. Vậy thì, giải pháp nào là thiết thực để góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải nhựa này? Đây sẽ là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng thảo luận trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến với buổi talk show ngày hôm nay, Minh Huỳnh xin được trân trọng cảm ơn và kính giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Dương Thị Huyền Trâm, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ Môi trường và Kiểm tra chất lượng Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đơn vị đồng hành của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào buổi trò chuyện ngày hôm nay, Minh Huỳnh xin được kính mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. tấn là số lượng rác nhựa ước tính Việt Nam thải ra môi trường mỗi ngày. Hộp nhựa, túi ni lông nằm ngổn ngang ở khắp mọi nơi, từ đường xá, kênh rạch đến cả trước nhà dân. Mỗi lần chiều cường thì lục bình, ni lông từ dưới sông nó tràn lên. Nói chung là ô nhiễm rồi, phải ô nhiễm rồi. Và đại dịch Covid-19 kéo đến, tưởng chừng chẳng liên quan nhưng nó cũng khiến số lượng rác tăng lên từng ngày. Là bây giờ đã thành thói quen luôn rồi, cứ ở nhà bốc đồ ăn là người ta đi giao tới. Mặc dù cái việc sử dụng đồ nhựa nhiều là không tốt, tuy nhiên ở trong mùa dịch thì nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều khi mà chúng mình có thể đặt đồ ăn về nhà. Bài toán giải quyết lượng rác thải nhựa ngày càng khó giải. Cứ mỗi phút trôi qua, trên thế giới lại có 1 triệu chai nhựa được bán ra và mỗi năm có khoảng 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, riêng các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng rác thải nhựa thải ra lên tới 80 tấn mỗi ngày. Đây trở thành con số đáng báo động và đang là vấn đề quan tâm hàng đầu. Để phần nào giải quyết vấn đề trên, từ năm 2019, phong trào nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần được chính phủ phát động đã ghi nhận được nhiều thành tích nổi bật. Tuy nhiên, chuyện đã thay đổi từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Cái mùa dịch này á thì tất nhiên là nó thay đổi rồi, mà thay đổi rất lớn luôn. Nếu mà như ông bình thường á thì mình sẽ đến các quán ăn. Đằng này bây giờ mình ngồi ở nhà, mình chỉ cần bút ráp, rồi sau đó thì người ta giao hàng tới. Thì tất nhiên là trong cái quá trình người ta làm đồ ăn thì phải bỏ vô trong mấy cái hộp nè, mà đặc biệt là toàn là đồ nhựa không thôi. Và sau khi mình một tuần trải qua thì thấy cái thùng rác mình toàn là đồ nhựa thôi. Đó là một cái chuyện gọi là cũng bất khả kháng rồi. Tại vì khi mà ví dụ như đồ ăn đi thì muốn chuyển đến tay cho khách hàng tận tay á, thì mình cần có một cái sự chuẩn bị tốt nhất để bảo quản tốt, nó không có bị rơi ra ngoài hay là không có bị hư hỏng. Thì sử dụng đồ nhựa là mình thấy chuyện là chuyện bình thường. Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã thay đổi rất lớn trong hành vi tiêu dùng của người dân. Các nghị định cách ly xã hội đã làm bùng nổ mua sắm online. Theo một khảo sát, trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua, có đến 75% người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sử dụng dịch vụ mua đồ ăn trực tuyến. Việc đặt món và giao đồ ăn tận nơi nở rộ đã phần nào khiến cho lượng rác thải nhựa tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, đại dịch cũng đã kéo theo sự tăng lên chóng mặt của một loại rác thải, đó chính là rác thải y tế. Tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng có thể thấy, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, số lượng vật tư y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ được sử dụng tăng vọt. Có dùng chắc chắn sẽ có thải, điều này tạo nên một áp lực đối với môi trường không hề nhỏ. Đại dịch Covid-19 đã thay đổi nhiều thứ và làm cho nỗ lực chung tay giảm rác thải nhựa dường như bị dập tắt. Thói quen tiêu dùng thay đổi khiến nỗi lo bùng nổ rác thải nhựa chưa bao giờ cấp bách như hiện nay. Giải quyết vấn đề rác thải nhựa, một bài toán cũ, nay lại càng khó hơn bởi sự ảnh hưởng của Covid-19 là không hề nhỏ. Chúng ta vừa được xem một đoạn phóng sự ngắn về thực trạng rác thải nhựa trên một số địa bàn trong nước.
Và có thể dễ dàng nhận thấy rằng rác thải nhựa hiện nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Vậy thì thưa ông Phạm Viết Thuận, ông đánh giá như thế nào về việc gia tăng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa hiện nay ạ? Thì như chúng ta cũng nhìn thấy qua những cái clip đó, thì cái lượng rác thải mà theo chúng tôi đánh giá được đang tồn tại trên môi trường chúng ta là khoảng chừng 73 triệu tấn. Tuy nhiên là qua vấn đề mà dịch Covid vừa rồi, trong một năm kéo dài rồi, thì theo đánh giá là cái khối lượng mà rác thải qua cái mùa Covid này là tăng thêm khoảng chừng 25%. Thì góp thêm một phần rất là lớn trong cái phần mà tồn tại cái lượng rác thải nhựa trên địa bàn chúng ta mà chúng ta chưa xử lý được. Thì cũng có những cái mà chúng ta phải công nhận được rằng là cái sử dụng cái rác thải nhựa một lần thì nó rất là tiện lợi. Nhưng mà cái hậu quả của cái rác thải đó đối với nguy hại môi trường là chúng ta không thể quan tâm được. Thì trong vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là những cái clip đó là bây giờ là rải rác tất cả các kênh rạch đường phố là chúng ta tồn tại rất là nhiều cái loại rác thải sử dụng một lần. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm để giải quyết vấn đề trong cái thời gian gần đây nhất. Vâng, xin cảm ơn ông Thuận. Và thưa quý vị, như trong phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy thì một vấn đề mà chúng ta dễ dàng nhận ra đó là sự thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. Ví dụ như là trong đại dịch vừa qua thì chúng ta thấy rằng cái lượng mà người ta dùng những cái đồ nhựa, ví dụ như là hộp nhựa, ly nhựa hoặc là những túi ni lông xài một lần thì gia tăng. Tức là cái thói quen sinh hoạt của người dân đã có cái dấu hiệu thay đổi khi mà đại dịch đến. Vậy thì thưa bà Huyền Trâm, bà nhận định như thế nào về vấn đề này ạ? Phải nói rằng trong cái giai đoạn đại dịch này á, mình về vấn đề mà môi trường á, mình thấy rằng nó không phải là ở nhìn ở góc độ là tích cực không hoặc là tiêu cực không, mà tôi nói nó có hai cái phương diện mình cũng nghĩ. Ví dụ ở góc độ mà tích cực, về góc độ môi trường trong cái giai đoạn dịch này á, thì phải nói rằng là cái việc mà mình tập trung nè, để như mình giãn cách xã hội á, mình không có tập trung đông người, thì nó cũng cái đi làm ở các công sở trong giai đoạn vừa qua thì cái hiệu ứng nhà kính của mình nó cũng giảm một phần. Và cái việc mà chúng ta tập trung những cái chỗ vui chơi giải trí cũng như đi bãi biển á, thì chúng ta xả rác ở bãi biển như hồi nãy là chúng ta cũng có cái nhìn thấy trong phim, thì nó cũng giảm một phần. Cái đại dịch thì mình phải nhìn nhận lại rằng là cái giãn cách xã hội nó cũng đem lại cái giảm cái rác thải trong cái lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên đối với các cái việc mà chúng ta dùng sản phẩm nhựa một lần, phải nói trong thời gian vừa qua là chúng ta phải đó, trong cái tình hình dịch là phải như vậy thôi. Không thể nào nói mình còn cái biện pháp khác được. Tại vì sao mình như vậy để mình tránh cái việc lây lan virus ra ngoài, rồi hoặc là cái việc là mình giao tiếp, mình cầm nắm này kia, thì cái phần người nào ăn là phải rõ phần đó, không có chung, không có tụ tập được, thì phải lúc đó mình phải bắt buộc mình phải dùng thôi. Chứ còn cái chuyện là mình nhìn ngó cái vấn đề mà bảo vệ môi trường như vậy thì chúng ta thấy trong cái dịch thì đó là một vấn đề phải nói là mình phải có cái đánh giá mà nó cũng tác hại rất là lớn. Sau này nó cũng cái chiều dài mà cái khoảng thời gian mình phải nghiên cứu về cái vấn đề để đưa ra cái giải pháp đối với cái lĩnh vực môi trường trong cái giai đoạn mà dịch cũng như là trong cái thời gian sắp tới, tôi nghĩ rằng rất là cần thiết. Vâng, xin cảm ơn bà Trâm. Và thưa ông Tuấn, là một đơn vị trực tiếp xử lý rác thải trên địa bàn thành phố của chúng ta, thì ông nhận thấy là trong thời gian vừa qua thì cái việc gia tăng rác thải là giống nhau giữa các quận huyện hay là có sự khác biệt như thế nào giữa các khu vực trên địa bàn thành phố ạ? Về cái việc mà gia tăng rác thải trên địa bàn thành phố thì thực chất bản chất của chất thải sinh hoạt đô thị là đều giống nhau. Tuy nhiên cái việc phát sinh chất thải đô thị ở mỗi khu vực nó sẽ khác nhau về thành phần cũng như tính chất. Ví dụ như là ở quận nhất là chúng ta về các cái công sở, các cái trung tâm thương mại dịch vụ thì cái rác thải phát sinh nó sẽ đi theo cái nhu cầu mà sử dụng như là có hoạt động kinh tế xã hội ở quận nhất. Ví dụ như chất thải ở Cần Giờ thì nó sẽ khác, chất thải Bình Chánh nó sẽ khác, chất thải Tân Bình nó sẽ khác. Nó khác ở đây là khác về thành phần tính chất, nó phụ thuộc vào cái việc mà ở địa phương đó cái phát triển kinh tế xã hội địa phương đó chú trọng vào lĩnh vực gì,
thì cái nhu cầu sử dụng nó sẽ khác đi. Như những gì mà các vị khách mời của chúng ta vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng việc gia tăng rác thải đang là một thách thức và cũng là một nguy cơ tiềm ẩn đối với người dân cũng như là đối với môi trường của chúng ta. Vậy thì thưa ông Thuận, ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào ạ? Thì cũng nãy giống như tôi đã báo cáo qua số liệu, chúng ta đã hiện tại chúng ta có đã 73 triệu tấn mà chúng ta chưa xử lý được, đó là lượng rác thải. Mà qua đánh giá rồi mà dịch Covid, hậu Covid đó, thì chúng ta tăng 25% nữa, thì tôi nghĩ là cũng sẽ gần 90 triệu tấn rác mà chúng ta chưa xử lý được. Mà rác này là người ta đang đánh giá là rác thải nhựa đơn thuần thôi, chứ không phải là những thành phần khác. Mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề này một cách bền vững ấy, thì chúng ta phải có mục tiêu cụ thể thì chúng ta mới làm được. Tôi nói chẳng hạn là nếu như muốn phát bền vững là ví dụ như không đơn thuần là cái người này thải rồi người kia lại gom, chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ như một con cá dạng giả tràng vậy, chúng ta sẽ làm một cái quy trình như vậy thì cũng sẽ không có hiệu quả. Nếu như chúng ta muốn phát triển bền vững thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu rất cụ thể để chúng ta phát triển, nhưng phải dựa trên cơ sở khoa học nào đó để chúng ta làm. Tôi nói ví dụ như vậy, chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta giảm thiểu là một chuyện, nhưng chúng ta sẽ tính làm sao đó để cái lượng rác thải nhựa này nó hữu ích hơn, có nghĩa là phân loại được hơn, là phân hủy được tốt hơn. Thì tôi nói là ví dụ như cái nguồn gốc của nhựa thì từ nguồn gốc là polymer, thì chúng ta muốn phân hủy cái phân tử của tế bào me này thì chúng ta phải quy định được những cái chế tài mà trong những cái nhà sản xuất cái sản phẩm nhựa này này, đặc biệt là những cái sản phẩm nhựa mà chúng ta sử dụng một lần, thì chúng ta phải có phụ gia để chúng ta tham gia cái chương trình phân hủy nhanh hơn so với cái cấu trúc phân tử của polymer. Tôi nói ví dụ như cái chất mà CH4. C2H4 là một trong những phân tử mà nó làm phân hủy đi cái chương trình polymer, poly, thì cái đó mới là cái mà giải quyết cốt của vấn đề. Tôi nói ví dụ chai nhựa nước như chai PET đi. Nếu chúng ta khi ta uống xong thì theo cái đánh giá của phân tử thì khoảng chừng 40 năm sau nó mới phân hủy. Nhưng mà khi ta quy định, chúng ta quy định rằng là chúng ta bỏ phụ gia vào C2H4 vào thì tôi nghĩ rằng chỉ có 2 năm thôi thì chai nhựa đó sẽ hủy trong môi trường. Nhưng mà đặc biệt khi chúng ta có phụ gia rồi thì kể trong môi trường nước và môi trường tối thì polymer này vẫn phân hủy. Còn nếu như chúng ta để phân tử thông thường như polymer thông thường thì không phân hủy dưới môi trường nước và môi trường không có ánh sáng. Cái đó mới là cái cốt vấn đề mà chúng ta cần phải bàn sâu, và chúng ta đưa những cái chế tài đó, hoặc chúng ta bắt những cái doanh nghiệp mà sản xuất sản phẩm nhựa đó phải đăng ký CCQ. Cái đó mới là cái cốt vấn đề. Cái thứ hai, chúng ta mới có một thời gian chúng ta khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi mô hình, đó là chương trình thứ hai, cho rằng đó là mục tiêu thứ hai. Thì với mục tiêu thứ ba thì chúng ta mới nói đến chương trình là chúng ta phân loại và thu gom chất thải đó nó như thế nào để chúng ta tái chế cho hợp lý. Thì cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là phải cụ thể thì chúng ta mới giảm thiểu được, mà chúng ta giảm thiểu một cách bền vững. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin hết sức hữu ích của ông Thuận. Đó là ở góc độ khoa học, góc độ nghiên cứu. Và thưa ông Tuấn, ở góc độ của một đơn vị trực tiếp xử lý rác thải thì ông nhận định về vấn đề này như thế nào ạ? Chúng ta thấy rằng nó đang tồn tại một cái thực trạng. Thứ nhất, vì sao có những cái tình trạng mà ở dưới những cái miệng hố ga, ở dưới cống thoát nước rất là nhiều rác thải, thậm chí có cả kim tiêm. Vì sao nó tồn tại những cái điểm phát sinh lưu cũ rác trên đường phố gây mất vệ sinh của đô thị? Vì sao ở những bãi biển thì lại phát sinh rất là nhiều rác? Tất cả những vấn đề này tôi cho rằng đó là ý thức của người dân. Và tôi nghĩ nếu như chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn giảm phát thải, thì trước tiên chúng ta phải làm sao để cho người dân ý thức được cái việc mà xả thải bừa bãi, vứt rác bừa bãi ra đường và kênh rạch là tác động đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngay cả bản thân của người thải và những người xung quanh đều sẽ bị tác động, vì chúng ta đang sống trong một cái môi trường chung, chúng ta được hít thở trong một cái bầu không khí chung của thành phố. Và năm 2019 thì Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành một cái chỉ thị là chỉ thị 19 về vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Vấn đề ở đây là tôi nói cái cốt lõi của nó là ý thức. Từ cái ý thức đó của người dân, nếu người dân nâng cao được cái ý thức, cái nhận thức của mình, từ đó sẽ thay đổi cái thói quen và cái hành vi không xả rác, không vứt rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn để vì mục đích chung là giảm phát thải.
đưa ra giúp cho các cái đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý có nhiều cái giải pháp trong cái việc lựa chọn cái giải pháp để xử lý tối ưu nhất về cái lượng chất thải mà người dân thành phố đang thải ra. Cái gốc của vấn đề đây là sản xuất xanh. Cái ông sản xuất thì hạn chế đi, hạn chế những cái đồ mà chúng ta bán ra thị trường mà sử dụng một lần. Chúng ta có thể là sử dụng nhựa, vì theo quan điểm cá nhân của tôi, nhu cầu phát triển kinh tế là nhựa là một cái vấn đề thiết yếu, chứ không phải là chúng ta bỏ qua được. Nhưng làm sao để hạn chế nó và tái chế được thì đó là câu chuyện mà các nhà sản xuất nên đặt ra. Còn người sử dụng thì giống như nếu tôi là một người dân thì tôi có ý thức trong tác bảo vệ môi trường, tôi có ý thức trong câu chuyện là không có sử dụng nhiều một lần, thì tôi sẽ tìm những cái chuỗi cửa hàng bán những thức ăn, hoặc là tôi sử dụng đồ thủy tinh, hoặc là tôi sử dụng những cái cửa hàng mà họ bán là nhựa tái chế được, cái bao bì đựng đó là nhựa tái chế được để phục vụ cho cái câu chuyện mà sinh hoạt của tôi. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta đây ở đây là nó có sự kết hợp giữa cái ông sản xuất và cái người tiêu dùng, thì chúng ta phải làm được cái câu chuyện đó, thì cái việc đó là chúng ta mới giải quyết được. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Tuấn. Và kính thưa quý vị, từ những nhận định của ông Thuận và ông Tuấn thì bức tranh toàn cảnh về vấn nạn rác thải lại một lần nữa được tái hiện. Đây tuy không phải là vấn đề mới, nhưng rõ ràng đại dịch vừa qua đã thay đổi hành vi, thay đổi thói quen của người dân, khiến cho vấn đề này càng trở nên nhức nhối hơn. Và theo như Minh Huỳnh được biết thì đứng trước thực trạng này, thực tế là chúng ta cũng đã có rất là nhiều những giải pháp để góp phần giảm thiểu lượng rác thải này, mà đi đầu có thể kể đến là những phong trào, những hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì thưa bà Huyền Trâm, bà có thể chia sẻ về những hoạt động, những phong trào mà Ủy ban mình đã thực hiện được trong thời gian qua không ạ? Kính thưa các anh chị, thì trong thời gian vừa qua phải nói rằng là cái vấn đề môi trường được toàn dân cũng như là rất là quan tâm, chứ không riêng người thành phố Hồ Chí Minh mình. Từ bắt đầu là phong trào chống rác thải nhựa được Bộ Tài nguyên Môi trường là phát động vào tháng 10 năm 2018. Thì sau đó thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đã hưởng ứng theo. Và tiếp theo đó mình xác định rõ cái mục tiêu mà nó phù hợp với tình hình thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái chỉ thị 19 ra đời rất là kịp thời. Thì phải nói Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng nằm trong hệ thống chính trị của thành phố, là một trong những đơn vị mà tập hợp cái sức mạnh của khối đại đoàn kết cũng như là của các tổ chức thành viên. Qua đó cũng đã có nhiều cái công trình, nhiều cái mô hình mà thiết thực, từ cái việc mà chúng ta xác định được rằng là cái mục tiêu của mình là làm cho thành phố chúng ta ngày càng sạch hơn. Thì ở đó là có những cái buổi phát động là trong các cuộc họp đi. Là cụ thể ra là trong các cuộc họp chúng ta không có dùng cái ly nhựa là một nè, rồi cái chai nhựa nè. Và chúng ta dùng nước là rót vào bình, rồi bình rót vào ly, không? Chúng ta sử dụng và sau đó chúng ta rửa sạch và tiếp tục sử dụng nữa. Thì không phải là chúng ta làm một ngày, hai ngày, mà từ những việc làm hàng ngày thiết thực như vậy thì nó lan tỏa và từ từ nhận thức của từng người mà tham dự hội nghị, từng cán bộ công chức của thành phố, rồi từng người dân cũng được nghe qua thông tin báo đài thời gian qua. Thì phải nói rằng cái việc là nó lan tỏa. Rồi ở mỗi cái bên mặt trận em cũng có cái phát động là xây dựng mỗi khu phố là có một cái điểm là xanh sạch đẹp. Thì toàn thành phố mình chúng ta là có 1.990 khu phố ấp, thì là bây giờ là gần như vậy là có 1.984 cái điểm xanh sạch đẹp. Trong đó có một số điểm là để không phải là xanh sạch đẹp là nó có sẵn, mà chúng ta chuyển hóa môi trường, cái điểm đó chưa sạch, chưa đẹp. Mình hay nói đùa là điểm đen hoặc điểm nâu về môi trường, thì chúng ta tập trung vào đó là cải tạo chỗ đó, dọn vệ sinh sạch sẽ và trở thành một cái điểm về sinh hoạt thiếu nhi hoặc điểm vui chơi thiếu nhi, sinh hoạt của cộng đồng hoặc nơi tập thể dục thể thao. Thì qua thời gian vừa qua nó lan tỏa. Thì đó cũng là từ những cái cuộc vận động mình cụ thể, mình chi tiết vào. Thì trong đó là ở trường học thì sao, ở cơ quan thì sao, ở doanh nghiệp thì sao, ở cộng đồng dân cư thì sao. Thì rất nhiều cái công trình mô hình phần việc mà các tổ chức chính trị xã hội thành phố như là thành đoàn là rất là rõ nét. Tất nhiên là mình nói là sao hồi nãy xem phim nó cũng còn cái này cái kia, nhưng mà trước đây chúng ta cũng có cái đánh giá lại trước đây như thế nào, bây giờ nó có tốt hơn không,
Chứ nếu mà nó hoàn toàn triệt tiêu liền thì rất là quá dễ rồi. Cứ phong trào mình phát động cái là nó đạt được thì thôi mình cứ phát động suốt thôi. Nhưng mình phải làm thường xuyên liên tục và có cái sự giữ mối liên hệ. Trong thời gian vừa qua cũng xin thông tin với các anh chị cũng như quý vị á, thì ở Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức rất nhiều đoàn, phải nói là cả chục đoàn. Mặc dù trong tình hình dịch Covid diễn ra, nhưng mà một chục đoàn như vậy đi trực tiếp xuống 24 quận huyện. Nhưng ở đây á, là riêng Cần Giờ là giao với Cần Giờ là chủ động cái đó, có khó khăn thì tháo gỡ. Nhưng kế hoạch đưa ra là vẫn là 24 quận huyện là xuống trực tiếp kiểm tra, mà không có kế hoạch, chỉ nói là khoảng thời gian từ tháng đó tới tháng đó đột xuất xuống dưới rồi mới gọi điện ra kiểm tra. Thì qua đó là cái ý thức của mình là phải làm tốt hoài thôi. Chứ bây giờ nếu mà lỡ xuống kiểm tra không được lại đánh giá, lại phê bình thì là không mất đi cái công mà mọi người đã quan tâm, đã cái tập trung làm tốt trong thời gian vừa qua, mà có một chút lơ đễnh là cái kết quả nó không tốt. Thì Mặt trận thành phố là trong thời gian vừa qua đã phát huy cái việc mà tuyên truyền vận động bằng những cái công trình, những cái mô hình đó, cũng như là cái tiêu chí của mặt trận là sao, đi từng ngõ gõ từng nhà, len lỏi vào trong từng ngõ hẻm như vậy để mà lan tỏa được cái tinh thần của chỉ thị 19, cũng như là phải thiết thực. Vâng, thưa quý vị, thông điệp đi từng ngõ gõ từng nhà mà bà Trâm vừa nêu đã thể hiện phần nào nỗ lực và quyết tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phong trào giảm thải lượng rác thải hiện nay. Thưa ông Thuận, ngoài những vấn đề như bà Trâm vừa nêu là những giải pháp tập trung chủ yếu vào người dân, thì theo ông, đối với những tổ chức lớn, đối với những doanh nghiệp, những hoạt động sản xuất, thì cần có giải pháp thiết thực, giải pháp nào là hữu ích để góp phần giảm thiểu là lượng rác thải ạ? Tiếp cái chương trình mà giảm thải thì nãy tôi nói là cái chương trình phát triển bền vững á, thì chúng ta phải để ý đến cái chương trình mà các cái nhà, các cái công ty mà sản xuất là trong quy trình chúng ta phải có phụ gia để chúng ta kéo nhanh cái chương trình phân hủy của sản phẩm đó, là cái chương đó là phát triển bền vững. Tuy nhiên ngoài ra là còn chương trình mà tôi thấy rằng là có một chương trình cụ thể hơn, ví dụ như tôi nói là cụ thể là số liệu một năm á, như Việt Nam chúng ta là có khoảng chừng 1,2 triệu tấn nguyên liệu nhựa để sản xuất ra các sản phẩm, thì mình đặt câu hỏi là chúng ta có thể giảm được cái sản phẩm 1,2 triệu tấn nhựa nguyên liệu này không, thì để chúng ta giảm thiểu bớt cái nguồn ô nhiễm và chúng ta tăng lên những cái sản phẩm mà hữu cơ trong sử dụng kinh tế hàng ngày, ví dụ túi sách hay là những cái vật dụng mà nhất thiết có thể bỏ đi trong ngày, thì chúng ta sử dụng những sản phẩm về hữu cơ, như tôi nói là ví dụ từ sản xuất từ cái đay hoặc cái cói ấy, thì đó những cái sản phẩm sinh học nó phân hủy rất là nhanh, có nghĩa là trong thời gian rất là ngắn, trong tháng đã thể phân hủy được rồi, thì đó là cũng là một chương trình giảm thiểu. Nhưng mà còn công tác quản lý đối với nhà nước ấy, mà trong chương trình mà giảm thiểu thì chúng ta đang nói chừng thu gom thôi. Tôi nói ví dụ như thành phố chúng ta trước đây cũng có những chương trình mà vét rác, vét có nghĩa là người ta vớt rác trên sông, thì vớt rác trên sông đó phần lớn là bao thải nhựa, xốp nhựa là nhiều. Nhưng trong thời gian qua thì thành phố chúng ta đang bỏ lơ cái công tác này, mà chúng ta lại không thực hiện được công tác này. Thì theo tôi nghĩ rằng là cái sản phẩm mà thải ra tại môi trường là đang gây ô nhiễm môi trường, mà chúng ta muốn hạn chế nó thì chúng ta phải thực hiện tốt câu này. Mà hiện tại chúng ta, thành phố chúng ta chưa làm công tác này. Cái thứ hai nữa là trước đây là tôi là cái người mà xây dựng những cái quy trình mà thu gom vận chuyển thành phố, thì nay tôi thấy lại thiếu. Mà thiếu không phải thiếu cả phương tiện, thiếu cả chế tài, nhưng mà thiếu luôn cả cái nguồn kinh phí thực hiện nha. Thì ví dụ tôi nói rằng là những cái công viên hay những cái kênh rạch thực tế đó, thì chúng ta cũng không đủ kinh phí để chúng ta thu gom cái lực lượng rác này. Thì từ đó nó tạo rất là nhiều cái hệ lụy môi trường. Tôi nói ví dụ như chưa nói đến cái chuyện là ô nhiễm môi trường về không khí, về nguồn nước, nhưng mà kể cả dịch bệnh nữa. Ví dụ chúng ta nói sốt huyết hay là có một cái dịch nào đó chúng ta cũng thể ngăn nổi, bởi vì thị trường nó có cái nền sẵn, cái nền là tạo virus sẵn, là thì chúng ta cần thiết là chúng ta phải có những cái cơ chế, chính sách là chúng ta phải thực hiện công tác là vét rác trên kênh hoặc các cái kênh rạch trên toàn địa bàn thành phố chúng ta, là chúng ta thực hiện vừa tạo cảnh quan mà vừa chúng ta rác vét hết tất cả những cái chất thải mà nó đang tồn tại trên môi trường. Bởi vì lúc đầu tôi đã nói rồi, những cái chất polymer này nó có thể tồn tại trong 40 năm, thì ví chúng ta bỏ trên kênh đó thì ông công tác thu gom mà chúng ta không làm thì vẫn nằm nó 40 năm sau, nó không phân hủy được. Thì có hai yếu tố, một là chúng ta tạo cái môi trường sản xuất để chúng ta giảm thiểu cái lượng mà tồn tại bền vững phát triển hữu cơ đối với sản phẩm nhựa. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng phải có những cái chương trình và chính sách để chúng ta hỗ trợ đơn vị thu gom, là chúng ta sẽ thu gom hết cái lượng thải đó về một vị trí nào đó để chúng ta xử lý những chất thải mà có thể tái chế được,
thì tôi không nói. Những cái lượng chất thải mà chúng ta không thể tái chế được thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho phù hợp. Ví dụ như nói chôn lấp thì chôn lấp cũng đó cũng 40 năm mới phân hủy. Thì ngoài chương trình này về mặt sinh học, bên tôi là ví dụ về sinh học phân tử thì chúng ta sẽ có những cái chương trình ví dụ như chúng ta ủ men hoặc tạo những con virus nó ăn mòn cái nhựa, thì đó cũng là một những giải pháp. Hoặc chúng ta sử dụng những chất ví dụ như tôi nói là biomass hay người ta gọi là biocom á, thì trong quá trình chôn lấp như vậy thì nó phân hủy khoảng chừng trong 7 năm. Thì cái đó là số liệu này thì được ví dụ như những tổ chức như FAD của Mỹ thì người ta đã chứng nhận rồi. Thì cái này là một trong những chương trình chúng ta giảm thiểu thôi. Chứ còn mà giảm thiểu bền vững thì tôi đã trình bày ngay từ đầu. Cái chính trách, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái hai nữa, cái ý thức của cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là ý thức cộng đồng của người dân khi người ta xài, người ta thấy tiện lợi là người ta xài. Bởi vì thuộc cái này là thuộc nhiều lúc chúng ta nói là thuộc đôi lúc là chúng ta phải đánh giá là đây là thuộc về ý thức hệ. Nó cũng mà chúng ta muốn thay đổi ý thức hệ thì thời gian cần rất là dài, chứ không phải như là thay đổi chính sách hoặc những chế tài xử phạt thì nó mới góp được. Tôi nói ví dụ đơn vị thu gom, ông Tuấn là đại diện công ty môi trường đô thị, là chúng ta biết rằng là ông thu gom suốt, có nghĩa là cái thu gom đó sạch hay không sạch thì không thể hiện được chúng ta có giảm được cái lượng rác thải nhựa ra môi trường hay không. Mà chúng ta muốn giảm cái lượng rác thải nhựa ra môi trường này thì chúng ta phải tính từ cái khâu sản xuất thì chúng ta mới làm được. Ví dụ như bây giờ tôi đang là thôi bây giờ 1 triệu 2 tấn nguyên liệu nhựa một năm, thì bây giờ đưa ra chế tài là bây giờ giảm xuống khoảng chừng 1 triệu thôi, thì chúng ta phải tăng những sản phẩm hữu cơ. Như chúng ta phát triển ví dụ như là rất có điều kiện để phát triển, ví dụ chúng ta là một đất nước là nông nghiệp nhiệt đới, thì rồi cái đây cái cõi thì chúng ta vòng trồng được tất cả các ba vùng miền, thì chúng đó là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể là sản xuất ra những cái sản phẩm túi đựng, túi bao hoặc những túi sách thông thường là chúng ta sản xuất được đây. Mà cái đây này về tính chất phân tử của đây rất là bền, nó không giống như giấy. Giấy thì bao gồm những giấy thì thường thường là có những cái hợp chất đơn thuần thì nó phân hủy nhanh, nhưng mà riêng đây là khác. Nó là như thế. Thì chúng ta phát triển là phải có định hướng, nhưng tôi nghĩ rằng là trước sau gì chúng ta cũng phải căn cứ trên cái nền tảng khoa học. Mà bây giờ chúng ta đang sống trong cái thời đại công nghiệp cách mạng 4.0 thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải ứng dụng rất nhiều để mà chúng ta giảm thải. Chứ chúng ta thực sự giống như tôi nói mặt trận cố gắng rất là nhiều về công tác mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, là từ bao nhiêu năm nay tôi cũng là thành viên của mặt trận, thì chúng ta cố gắng rất là nhiều, nhưng mà thực sự đã giảm hay không thì chúng ta cũng đo thì tôi nghĩ chắc cũng không là bao nhiêu. Nhưng mà cái cốt của vấn đề chúng ta là chúng ta giảm cái lượng cái sản phẩm mà bằng nhựa hoặc sản phẩm sản xuất nhựa sử dụng một lần, chúng ta giảm đi thì chúng ta mới làm được. Tôi nói với nữa, tôi nói thêm một vấn đề nữa nè, có nghĩa là trong chúng ta tái chế thì giống như chai PET, ta gọi là đó là chất thải sơ cấp. Còn thêm một cái nữa, khi mà người ta uống xong rồi người ta đã bỏ nó rồi, hiện tại chúng ta đang lấy chai PET đó người ta sử dụng lại giống như là chất thải sơ cấp lại. Về nguyên tắc, về mặt khoa học là chúng ta không sử dụng được, mà chúng ta phải sử dụng chất thải sơ cấp, tới đó là chất thải thứ cấp. Có nghĩa là thông thường ban đầu nó là chai nước, nhưng mà khi chúng ta tái chế rồi nó không phải là chai nước nữa, mà những sản phẩm công cụ khác để chúng ta sử dụng tiếp. Thì đó là cái quy trình đó mà chúng ta cũng phải cần có chính sách và chế tài hướng dẫn trong quá trình tái chế. Ví dụ đơn vị thu gom thì người ta chỉ có thu gom đơn thuần thôi. Còn đơn vị tái chế thì người ta đôi lúc người ta cũng chưa hiểu được góc độ này. Thì cái từ mà chúng ta không hiểu biết này á, thì nó sẽ thấm vào mình hết. Nó sẽ gây ô nhiễm môi trường, nó ảnh hưởng đến vai trò là sức khỏe rất là nhiều. Ví dụ hạt nhựa, những phân tử chúng ta không thể thấy được. Những cái hạt nhựa không thấy được thì lẫn lộn trong thức ăn hàng ngày, nó lại vào lại trong mình nữa. Thì thường thường người ta định nghĩa là gì? Hóa chất thì không bao giờ nó mất đi, mà nó chỉ đổi từ dạng này sang dạng khác. Thì dạng gì? Ví dụ tôi nói đơn thuần thôi, khi nó mình ăn cái hạt nhựa bình thường nó vào một cơ thể nào đó, ví dụ tôi nói về nó thấm qua gan, thì nó nằm ở gan thì nó sẽ biến dạng đó sang xơ. Thì có là, đó là một trong những cái tương chứng. Thì trước đây người ta cũng có định nghĩa được rằng là nguyên nhân ung thư thì có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó có một số nguyên nhân là từ hóa chất. Mà hóa chất này thông thường là đến từ thực phẩm, mà từ thực hóa chất trong thực phẩm đó thì thông thường là đến từ các nguồn của môi trường xâm nhập vào, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là lớn. Nhưng mà thông thường thì người dân chúng ta chưa nhìn thấy. Nhưng về mặt khoa học thì giống như tụi tôi là chuyên về phân tử thì chúng tôi sẽ nhìn hết các góc độ khía cạnh của khoa học về môi trường, về tính chất của vật chất, thì chúng ta mới thấy cái này mới là cái quan trọng. Nhưng mà tôi cho rằng là hiện tại thì chúng ta chưa làm được. Chúng ta mới đơn thuần thì chúng ta vẫn vận động công tác thu gom rồi phân loại.
nhưng mà chúng ta cũng chưa đủ kinh phí, chúng ta chưa đủ phương tiện, chúng ta chưa đủ ban giao khác, phối hợp với các sở ngành khác để chúng ta làm cho sạch đó. Tôi nói ví dụ như kênh như Lộc Thị Nghè thì đồng ý là cũng gần 30 năm nay chúng ta mới làm được. Còn ngoài ra rất nhiều kênh rạch mà tôi đánh giá rằng là còn khoảng chừng hơn 90% kênh rạch chúng ta chưa có thu gom được, chúng ta chưa có vét được. Mà trong khi công cụ chúng ta có, mà chúng ta cũng không đủ kinh phí thì chúng ta cũng không làm được chuyện này. Có nghĩa là giống như bây giờ giao cho ông công ty môi trường đô thị nhưng mà lại không giao kinh phí thì chẳng khác nào mình đánh đố ổng. Cái này là mình có ý kiến rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa có cập nhật được kinh phí nào thì đủ để chúng ta thu gom. Chúng ta là mặt trận cũng vậy. Mặt trận nói vậy cho đi ngõ ngách của từng hẻm xóm thì chúng ta cũng phải có một cái luồng kinh phí đảm bảo để chúng ta vận động chương trình đó cho trọn vẹn. Cũng như là mặt trận Tổ quốc trong thời gian vừa qua cũng như là hệ thống lại công tác tuyên truyền đối với thực hiện chỉ thị 19 á, qua đánh giá là một năm vừa rồi là có sơ kết một năm rồi. Sắp tới nữa là tháng 12 này thành phố Hồ Chí Minh mình cũng là đánh giá 2 năm. Thì cũng xin thông tin thêm trong cái dịp ngày hôm nay thì cũng được biết á, là bên Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có cái xây dựng cái chính sách đối với cái việc mà mình thu gom cho các cái lực lượng mà thu gom rác nhân lập. Hiện nay thì cũng ví dụ như là mình hỗ trợ như thế nào để vô hợp tác xã, rồi hỗ trợ cái chính sách đó là vay vốn như thế nào về kinh phí của nhà nước, cũng như là cái cách để làm sao để hỗ trợ người ta thay đổi cái phương tiện thu gom, để làm sao mà cũng như khi thu gom thì mình cái phương tiện thì cũ kỹ rồi nước chảy như vậy, rồi là ở đây vô bao thì sạch nhưng mà đi đường thì nó nhễu nhão. Thì cái đó là cũng xin thông tin thêm cái dịp này thì được biết trong trong thời gian tới tiếp tục 2 năm thì sau đó chúng ta, theo tôi nghĩ rằng là thành phố mình đã xác định cái việc này là quan trọng thì tiếp tục làm, thì những cái chính sách đó sẽ được quan tâm cũng như về kinh phí, về chính sách để làm sao việc tuyên truyền vận động, việc tổ chức thực hiện để đạt đến cái hiệu quả mà tốt nhất thì cũng xin thông tin thêm với lại chương trình là như vậy. Ở góc độ mặt trận thì cũng nắm thông tin. Yeah. Thì cũng nói thêm thôi, cái chương trình này thì chính bản thân mình á, là người đề xuất thành ủy, là mình khẳng định là nếu như các anh không chuẩn hóa lực lượng thu gom rác nhân lập và các anh không chuẩn bị thiết bị thu gom thì đừng nói đến chương trình phân loại. Cái đó là mình khẳng định như vậy. Thì ở đây là mình đang nói rằng là cái thiết thực nhất ở đây là giống như bên công ty môi trường đô thị họ làm á, thì giống như ông Tuấn cũng nắm rồi, thì nãy tôi nói rằng là cái công tác thu gom đó là cái lực lượng dân lập thực sự ra là họ chỉ đơn thuần họ chỉ thu gom thôi và họ thu tiền trừ tính người dân. Còn các cái lực lượng mà công ích quận huyện á, có nghĩa là các lực lượng công ích công lập, người ta ngoài công tác công ích người ta còn nhiệm vụ chính trị nữa, cái này rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta đang hình như đang bỏ quên vấn đề này. Ví dụ tôi nói là công ty môi trường thì cái việc thu gom là chuyện công ích, là việc phải làm, nhưng mà công tác chính trị ví dụ như làm như thế nào đó thì sẽ có định hướng riêng nữa. Còn chúng ta khi mà chúng ta xen lẫn cái động cơ nào khác, hoặc là chúng ta những công tác chính trị vô những cái người mà thu gom nhân lập, người ta làm được là không được. Nhưng cái vai trò này thực sự là tôi nói là đến chính sách ấy, là chính sách này là nhà nước mình phải có chính sách cụ thể để kích, có nghĩa là kích thích phát triển của các 24 quận huyện là công ty quận huyện được thu gom. Ví dụ như những kênh rạch mà giao cho người dân thì chắc là họ làm được rồi, họ không đủ điều kiện, họ không đủ phương tiện họ làm, mà chúng ta cũng không quản lý được lực lượng đấy. Nên lực lượng công ích của nhà nước hoặc là thay vì lực lượng công lập thì mới là vấn đề trong bác thu gom. Cái này là mình đang khắc phục những cái triệu chứng thôi. Còn những nguyên nhân thì nãy tôi trình bày rồi. Thì đây cái triệu chứng thì chúng ta là đang cùng, chúng ta cũng chưa đủ phương tiện để chúng ta khắc phục những cái đau của nó, chưa nói đến khắc phục tại sao nó đau. Còn bây giờ nó đau mình, chúng ta chưa làm được này. Thì là cái đó mới là cái chính. Để ghi nhận những phong trào, những hoạt động như là các cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp trong công tác giảm thiểu rác thải nhựa, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận thực tế. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. Trước thực trạng rác thải nhựa ngày càng gia tăng sau mùa dịch Covid-19, đã có rất nhiều các hoạt động nhằm chung tay giảm thiểu nguồn rác thải này. Là chủ của một cửa hàng bán những sản phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường, chị Phạm Thị Kim Hằng luôn cố gắng tìm ra những giải pháp để tận dụng các đồ dùng khó phân hủy thành những sản phẩm có giá trị sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường. Nhất là từ khi dịch Covid-19 bắt đầu, chị Hằng nhận thấy rõ rệt sự tăng lên đáng kể của rác thải nhựa. Khoảng thời gian lúc mà đang cách ly, mọi người đang nghỉ cách ly vừa đợt dịch Covid vừa rồi, thì mình mới cảm thấy là cái lượng ni lông
của các mọi người á, sử dụng cái dịch vụ giao hàng thải ra rất là nhiều. Bên cạnh đó là cái rác thải về khẩu trang y tế nữa. Dựa vào cái tính chất của ni lông á, thì mình mới tìm hiểu, mình nghĩ tới một cách là tại sao mình không thay nó thành một cái dạng, làm cho nó thành một cái dạng sợi, dạng vải để mà thay thế cái dạng, những dạng túi mà mọi người nhiều khi sợ ướt á. Thì mình do cái đặc tính ni lông nó có cái tính chất là nó trơn và nó gọi là nó không thấm nước, nó nhanh nhạy hoặc là thấm nước nó cũng dễ nhanh khô, cho nên mình mới nghĩ là một cách là mình sẽ làm một cái lớp vải cho những dạng túi như thế này, nó rất là bền. Nhìn những sản phẩm với màu sắc, họa tiết sinh động như thế này, ít ai biết chúng lại được làm từ chính những chiếc túi ni lông. Những chiếc túi ni lông tưởng như là đồ bỏ đi đã được chị Hằng hồi sinh, nối dài vòng đời thành những chiếc túi độc đáo. Cũng vì đau đớn vì nỗi niềm bảo vệ môi trường sống, dự án EcoBricks hay còn được gọi là gạch sinh thái của vợ chồng anh Tuấn và chị Bình Minh cũng vì thế mà ra đời. EcoBricks đã trở thành một phương pháp khá phổ biến để tái sử dụng rác thải nhựa ở các quốc gia khác. Nhưng đến năm 2017, Việt Nam mới chính thức có mặt trên bản đồ EcoBricks quốc tế nhờ dự án này. Mục tiêu đầu tiên của bọn mình khi bọn mình chia sẻ về gạch sinh thái đấy là muốn mọi người trước hết là giảm thiểu túi ni lông càng nhiều càng tốt. Giảm thiểu đến mức tối đa rồi, những cái nào không giảm thiểu được nữa thì mình tái sử dụng, tái chế. Và không tái sử dụng, tái chế được nữa thì mình đem ra làm gạch. Không chỉ dừng lại ở những mô hình cá nhân, để đạt được hiệu quả đáng nhận thấy, các phong trào chống rác thải nhựa rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp lớn. Trong đó có thể kể đến hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc kinh doanh đi liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường sống. Nói chung là bây giờ gia đình cũng như xã hội thì đều đang hướng tới là sử dụng những sản phẩm bảo vệ môi trường. Hiện nay là tôi cũng thường nói với gia đình là nên sử dụng những sản phẩm ví dụ như là túi đựng thức ăn tự hủy, túi rác tự hủy. Và nói chung là bây giờ nghe nói rằng là sắp tới còn phải phân loại rác thải thì tôi thấy rất ủng hộ cái việc đó. Ngày nay, thuật ngữ tái chế đã trở thành khái niệm quen thuộc với những người trẻ. Thật không khó để thực hiện. Chúng ta ai cũng đều có thể làm bằng những việc đơn giản nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Thay vì kết thúc vòng đời của các chai nhựa hay những túi ni lông tại các bãi rác, thì hãy để chính rác thải có cơ hội đóng góp cho cuộc sống thêm xanh. Thưa quý vị, vừa rồi là đoạn phóng sự ngắn do phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng những hoạt động tiêu biểu, những cá nhân tiêu biểu cần được nhân rộng hơn nữa trong cộng đồng để góp phần mang lại một môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn. Và thưa quý vị, một vấn đề nữa mà chúng ta cũng không thể không nói đến bên cạnh nguồn rác thải, đó là việc xử lý rác thải. Và thưa ông Tuấn, thì như chúng ta đã biết thì hiện nay trên thế giới có khá nhiều mô hình của nhiều nước đã thực hiện rất tốt việc xử lý rác thải. Ví dụ như là hiện nay Đức là một quốc gia đi đầu trong vấn đề về xử lý rác thải, với số liệu là từ 65% tới 86% lượng rác thải họ đã xử lý và thực hiện công tác tái chế rất hiệu quả và đang dẫn đầu thế giới trong công tác này. Vậy thì thưa ông, chúng ta có thể học hỏi được gì từ những đất nước như thế ạ? Về cái lĩnh vực mà xử lý chất thải của thế giới thì tôi cũng được may mắn, tôi năm vừa rồi tôi cũng vừa ở bên Đức về, thì thực sự thì cái hệ thống mà từ thu gom vận chuyển đến xử lý của bên Đức là rất là tốt. Hiện nay một số cái nước mà châu Âu thì cái tỷ lệ tái chế của họ rất là cao, và họ đặt cái bài toán ra trong cái giải pháp về công tác bảo vệ môi trường của họ là đẩy mạnh cái hoạt động tái sinh, tái chế và tái sử dụng, là nó giúp nó tuần hoàn cái dòng chất thải lại và giúp cho công tác bảo vệ môi trường. Còn Việt Nam chúng ta thì như thế nào, thì rõ ràng là trong những năm gần đây về mặt chính sách chủ trương của thành phố và của chính phủ của chúng ta đó thì đang đẩy mạnh vào câu chuyện này. Có nghĩa là hiện nay vừa rồi ngày hôm qua tôi mới xem báo là một cái đề án, một cái chiến lược của Sở Tài nguyên và Môi trường, thì rõ ràng chúng ta thấy là đang đặt vào cái câu chuyện là đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ, thứ nhất là chuyển đổi công nghệ, thứ hai là đẩy mạnh các hoạt động tái sinh, tái chế, tái sử dụng. Và hình như là tôi nhớ không lầm mà tới năm 2025 là tỷ lệ tái chế là đạt phải 60%, mà nó gắn với là cái chủ trương của thành phố và gắn với chủ trương của chính phủ. Chính phủ vừa rồi là mới ban hành chỉ thị 33
về khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động tái sinh, tái chế, tái sử dụng. Thì rõ ràng câu chuyện ở đây là Việt Nam chúng ta hiện nay, nếu mà trên cái bản đồ thế giới thì chúng ta đang ở dưới thấp về vấn đề mà về công nghệ xử lý. Tuy nhiên mà với cái quan điểm góc nhìn của tôi về một người mà đã có gần 20 năm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thì tôi thấy rằng là với cái chiến lược hiện nay thì chính phủ Việt Nam chúng ta đang đi, thì rõ ràng là nếu mà chúng ta làm quyết liệt, chúng ta tận dụng hết tất cả các nguồn lực chính trị xã hội và tranh thủ sức dân, thì rõ ràng chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Chúng ta sẽ đi một cách rất là nhanh và rút ngắn lại khoảng cách đối với quốc tế. Vì hiện nay một cái điều mà chúng tôi, cá nhân tôi thấy rất là vui, có nghĩa là trong một cái chiến lược của thành phố, sở tài nguyên trên thành phố, thì rõ ràng chúng ta đang đặt cái vấn đề tái chế lên 60% đến giai đoạn 2025, là một cái câu chuyện mà rõ ràng là chúng ta thấy là cái tầm nhìn chúng ta đã đi sâu hơi bị xa rồi, thì bây giờ chúng ta phải tìm cách, tìm giải pháp để nó rút nó lại. Tuy nhiên muốn thực hiện được cái câu chuyện này nó không phải là một chuyện đơn giản, và đòi hỏi là nó phải tập trung hết tất cả các nguồn lực, và nhất đặc biệt là chúng ta phải tranh thủ những cái mô hình hay để chúng ta làm lan tỏa trên toàn địa bàn thành phố, để tạo cái sự lan tỏa cho các tỉnh thành khác của Việt Nam để áp dụng vào cái mô hình này. Cái thứ hai, giống như hồi nãy tiến sĩ Thuận có trao đổi một vấn đề, những người công nhân vệ sinh môi trường của chúng tôi rất là khổ các anh chị, rất là khổ, cho nên cần lắm sự chung tay của tất cả mọi tầng lớp, trong đó đặc biệt là cơ chế chính sách. Ví dụ đơn giản giống như hiện nay các anh chị đi ngoài đường chúng ta thấy đó, rác ở đường mà buổi trưa đó, thì một số quận trung tâm mới có quét thôi, còn một số quận không trung tâm ta đâu quét, công nhân đâu có quét. Thường là cái ngân sách kinh phí cấp là chỉ cho một lần quét thôi, mà bây giờ muốn nó sạch thì đương nhiên phải quét nhiều lần, có phát sinh là quét. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy là cái câu chuyện này chúng ta làm từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, chúng ta làm từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Chúng ta cần một cái sự chung tay đồng lòng của tất cả các tầng lớp trong xã hội. Như vậy thì đến năm 2025 khả năng mà 60% trong chiến lược của sở tài nguyên trình thành phố, tôi nghĩ là có khả năng để thực hiện được, chứ không phải không có khả năng thực hiện được. Mà đặc biệt là làm sao để làm đẩy nhanh cái việc mà triển khai thực hiện cái phân loại rác từ nguồn theo cái chủ trương mới của thành phố là làm hai loại đó, tái chế và còn lại. Thì rõ ràng là cái bài toán tái chế, câu chuyện tái chế, giải pháp xử lý chất thải rắn hiện nay, áp dụng công nghệ tái chế là mục tiêu hàng đầu. Và tôi nghĩ Việt Nam chúng ta cũng đang bắt đầu chúng ta đưa ra cái tầm nhìn và cái chiến lược gắn với cái này. Còn về công nghệ xử lý thì nó rất là nhiều công nghệ khác nhau, nó sẽ phụ thuộc vào cái giá thôi. Công nghệ càng hiện đại thì cái giá nó càng cao, giá xử lý nó sẽ càng cao, như vậy thôi. Và tất cả các loại chất thải hiện nay đều có khả năng tái sinh tái chế được, trừ một số loại chất thải nguy hại không có khả năng tái sinh tái chế thôi, thì buộc chúng ta phải xử lý bằng những công nghệ, những giải pháp đặc biệt theo cái quy định của bộ hoặc là của quốc tế. Còn riêng tất cả các loại chất thải khác đều có khả năng để tái chế được. Quan trọng là cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào để các doanh nghiệp người ta mạnh dạn, người ta đầu tư công nghệ đó để thực hiện việc tái chế. Thì tôi nghĩ có như vậy thì chúng ta sẽ giúp cho cái môi trường chúng ta tốt hơn, giảm phát thải chất thải nhựa, giống như tiến sĩ Thịnh hồi nói đó, là một yếu tố. Nhưng còn 1 triệu tấn đó thì chúng ta phải làm cái gì? 1,2 triệu giảm 1 triệu đi, thì còn 1 triệu đó chúng ta phải làm sao tuần hoàn nó lại, thì bằng giải pháp trong công nghệ xử lý. Vâng, xin cảm ơn ông Tuấn. Và thưa quý vị, mong mỏi vừa rồi của ông Tuấn có lẽ cũng là mong mỏi của chính chúng ta, của những người đang sống trên trái đất này, để làm sao hướng tới một cuộc sống xanh hơn, đẹp hơn, sạch hơn. Và thưa quý vị, rõ ràng là không chỉ những nước bạn mới có những vấn đề, những mô hình về tái chế như hiện nay, không chỉ nước bạn mà ngay trên đất nước chúng ta thì trong một chuyến đi du lịch đến hòn đảo nhỏ Cù Lao Chàm, thì Minh Huỳnh có thấy rằng là người dân và chính quyền địa phương ở đây họ đã có hơn 10 năm nói không với túi ni lông và những vật dụng làm từ nhựa dùng một lần, ví dụ như là tô nhựa, ly nhựa. Thì người dân ở đây và chính quyền địa phương đã áp dụng khá tốt cái vấn đề này. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng liệu rằng chúng ta có nên quan tâm tới vấn đề về cơ chế, liệu rằng cơ chế cần có sự thay đổi hay không, và liệu rằng cơ chế cần có những biện pháp, những giải pháp mạnh tay nữa hơn nữa hay không để mang lại một cuộc sống xanh hơn. Vậy thì thưa ông Thuận, với vai trò là một tiến sĩ đầu ngành về tài nguyên môi trường và sinh học phân tử, thì ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
thực sự ra mà tôi nghĩ là mình muốn phát triển cái một cái nhiệm vụ nào đó thì tôi nghĩ là cái ban đầu cần là chính sách. Chính sách là rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta hiện tại là chúng ta cũng có chính sách nhưng mà chúng ta chưa đi sâu sát đến chính sách đó để chúng ta thực hiện nhiệm vụ đó. Thì tôi nói ví dụ như công ty môi trường đô thị họ muốn làm những việc đó nhưng họ trình đề án 4 năm rồi hả? 4 năm nhưng mà vẫn chưa được. Hoặc là họ muốn thực hiện công tác nào đó nhưng mà kinh phí không có thì chúng ta cũng không thể nói là chúng ta làm được. Nên cái việc mà chính sách là việc sát sườn để chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Cái đó là cái cần để đảm bảo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thì tôi nghĩ rằng là ví dụ tôi nói rằng là bây giờ chúng ta muốn thực hiện chương trình giảm thiểu cho tốt thì chúng ta cũng phải có những chính sách liên quan đến chế tài. Ngoài cái chuyện mà chúng ta có lộ trình, có nghĩa là lộ trình từ 1 đến 3 năm hoặc 3 đến 5 năm, chứ chúng ta không phải là chúng ta nói làm liền được. Mà chúng ta nói từ 3 đến 5 năm chúng ta có những cái chương trình chuyển đổi cho doanh nghiệp để sản xuất những cái công nghệ mới có phụ gia để như ví dụ thì không nói lý do gì mà doanh nghiệp họ không thực hiện được cả. Nếu sau chương trình đó mà doanh nghiệp họ cương quyết họ không thực hiện thì mình sẽ có chế tài. Một là chúng ta di dời nào đó hay là người ta cấm hẳn thì đó là chế tài chúng ta thực hiện. Còn ngoài ra ở đây cũng có những cái chính sách nữa là chúng ví dụ chính sách tuyên truyền thì cũng chúng ta cũng có số liệu rất tuyên truyền là chúng ta một năm là chúng ta tuyên truyền bao nhiêu lần và kinh phí thực hiện tuyên truyền đó là những cái gì thì chúng ta mới làm được. Cái hai nữa là cái mấu chốt vấn đề này tôi nói rằng là chúng ta muốn giảm cái lượng mà rác thải nhựa này á thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao chúng ta không giảm được. Thì về mặt báo cáo khoa học hoặc mặt báo cáo đánh giá thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Có nghĩa là chính quyền với lực lượng khoa học là hai lực lượng luôn luôn là gắn liền với nhau thì chúng ta sẽ giải quyết được. Và cái công tác mà thực hành thì chúng tôi là ví dụ như chúng tôi là người đánh giá về chính sách thì chúng tôi cứ để cho chúng những cái lực lượng mà nòng cốt để mà thu gom rác thải trên địa bàn thành phố thì chúng ta phải dựa vào lực lượng thu gom rác công lập. Còn công lập thì họ cứ tồn tại bình thường, việc họ làm như nào thì cứ để họ làm, mình chỉ khuyên họ và khuyến khích họ là chuyển đổi để công tác tốt hơn thôi chứ cũng chúng ta cũng không có làm gì cả. Nhưng thời gian qua là cũng có những cái sự mà tương đối nhầm lẫn là chúng ta sợ là có nghĩa là sẽ làm là sẽ có vấp phải hai lực lượng này là có thể là như này kia. Chúng tôi nghĩ vấn đề nó đơn giản lắm, chúng ta phải có những cái chính sách cụ thể và rõ ràng phân luồng, có là giới hạn của đơn nào thì bên đó thực hiện. Chúng tôi nói là quét giữa đường phố hay thu gom những cái khu mà thương mại hoặc những cái trung tâm chính thì cái đó lực lượng đó chỉ có lực lượng công lập mới làm được thôi, chứ lực lượng rác dân lập là không bao giờ người ta đi quét mà cũng không bao giờ người ta đi dọn, mà người ta chỉ có gom những cái túi rác ở các hộ gia đình trong hẻm ngõ ngách ấy, thì mới ra ngoài đường thôi. Cái đó cũng là cái khó của họ thì mình sẽ hỗ trợ họ tối đa về mặt thu gom, cái đó cũng thuộc về mặt chính sách để chúng ta có những cái công cụ hoặc là cũng có những cái công cụ mà để người ta mình hỗ trợ cho họ. Riêng với đối lực lượng mà công lập á, thì chúng ta phải có những cái phương án hoặc có những chế tài cụ thể để người ta đưa cho họ để họ thực hiện. Tôi nói ví dụ như giờ muốn thành phố xanh sạch đẹp nghĩa tình thì chắc chắn phải dọn cho sạch chứ. Chứ đi đâu mà ví dụ như đi đâu cũng đá trúng túi sách, đi đâu cũng đá trúng túi ni lông thì không bao giờ thực hiện được thành phố xanh sạch đẹp. Cái đó là cũng thuộc về chính sách. Mà chính sách này là cần một báo cáo đánh giá rất cụ thể thì chúng ta mới làm được. Vâng, xin được cảm ơn ông Thuận. Và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Minh Huỳnh mong rằng tất cả chúng ta, mọi người dân sẽ nhận thấy rằng rác thải nhựa đang là mối nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Thì qua cuộc trò chuyện này, Minh Huỳnh cũng mong rằng tất cả chúng ta sẽ tập cho mình một thói quen, duy trì cho mình một thói quen ngay từ bây giờ là góp phần cùng chúng ta làm sao giảm thiểu lượng rác thải nhựa để mang lại cuộc sống xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Và một lần nữa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị khách mời đã đến tham dự cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại.